chạy là điều tưởng chừng như không thể ở cái tuổi 95, nhưng điều đó lại được cụ ông Charlie Austin thực hiện hàng ngày. Và điều tuyệt vời hơn, cụ vừa lập được kỷ lục thế giới về nội dung chạy 200m ở lứa tuổi U90. Cụ ông 95 tuổi Charlie Austin, người có biệt danh khỏe nhất thế giới ở lứa tuổi, đã nghỉ hưu vừa lập được kỳ tích khi chạy thành công quãng đường 200m trong thời gian 55,48 giây. Tất nhiên kỷ lục này chẳng là gì so với 19,19 giây của người chạy nhanh nhất thế giới là Usain Bolt, nhưng ở lứa tuổi U95, đó là một thành tích quá đặc biệt. Tôi làm điều này để cho các bạn biết chỉ cần quyết tâm và nỗ lực vươn lên, bạn sẽ làm được điều kỳ diệu ở bất kỳ độ tuổi nào. Trước đó, kỷ lục thế giới trên đường chạy 200m ở lứa tuổi U95 thuộc về cụ ông người Mỹ Ovile Roger lập vào tháng 3 năm 2013 với thời gian 57,88 giây.